Sáng 19 tháng 6, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ đã phong tỏa nghiêm ngặt và tiến hành khám xét cửa hàng xăng dầu Gia Khiêm ở khu phố 1 phường Hắc Dịch thị xã Phú Mỹ. Một nguồn tin của VOV cho biết, việc phong tỏa cây xăng được tiến hành từ đêm 18 tháng 6 đến tận sáng 19 tháng 6 nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc mua bán xăng dầu giả. Theo thông tin ban đầu, đây là vụ làm giả xăng dầu với số lượng rất lớn. Các lực lượng chuyên môn đã khám nghiệm hiện trường, đo khối lượng xăng trong các bồn chứa để lấy mẫu đi giám định. Trước đó, tháng 11 năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện tại một kho hàng trên địa bàn phường 12 có tình trạng mua bán xăng kém chất lượng. Các đối tượng khai nhận đã mua xăng kém chất lượng ở Vũng Tàu, rồi dùng hóa chất mua từ chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh và hóa chất tạo màu mua ở thị xã Phú Mỹ để pha vào, mang đi bán cho các tỉnh khác. Công an tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản trả lời báo chí về việc điều tra mua sắm kit test sinh phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến công ty Việt Á tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an điều tra việc mua sắm kit test và sinh phẩm trong phòng chống COVID-19 với công ty Việt Á tại Bệnh viện Đa khoa và CDC tỉnh Ninh Thuận. Trước đó, theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Đa khoa và CDC tỉnh Ninh Thuận có mua và mượn sinh phẩm xét nghiệm của công ty Việt Á với tổng giá tiền hơn 74 tỷ đồng. Hai đơn vị trên mới thanh toán hơn 14 tỷ đồng, còn nợ gần 60 tỷ. Khoảng 0 giờ 15 ngày 19 tháng 6, tại quán nhậu do người đàn ông tên Nhàn ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận làm chủ, đã xảy ra một vụ án mạng. Thời điểm trên, có hai nhóm thanh niên đang ngồi ăn nhậu tại quán. Lúc này, Lê Chí Công, sinh năm 1992, ngụ thị trấn Lương Sơn đến mời chủ quán một ly bia, rồi bất ngờ đập ly vào đầu anh Nhàn, chủ quán. Sau đó, nhóm của Công xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên còn lại đang ngồi nhậu. Trong lúc hai nhóm đang hỗn chiến, Công bị một người của nhóm đối thủ đâm tử vong. Một người của nhóm Công cũng bị đâm trọng thương, được đưa đi cấp cứu sau đó. Công an thị trấn Lương Sơn đã phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm các đối tượng liên quan trong vụ án mạng trên.